Ok, cái gói này là gói không giới hạn này, thì chúng ta được phép add on tên miền. Nếu như bạn mua cái gói bắt đầu á, gói start đúng không ạ, thì chỉ được làm một website thôi và không được add on tên miền nào cả. Rồi, ok, các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Ở giao diện cPanel của Hot Amada, ở cái phần domain này đúng không ạ, các bạn click vào add on domain cho nhất. Rồi tiếp đến các bạn quay trở lại đúng không ạ, quay trở lại trang quản trị của Namecheap, các bạn copy cái domain này, copy cái domain này, sao chép và quay trở lại cPanel, dán vào đây đúng không ạ, dán vào rồi click ra ngoài này, click ra ngoài đó, thì nó sẽ tự động tạo ra một cái subdomain và cái file để lưu cái website của chúng ta. Rồi bước tiếp theo thì các bạn nhấn add on domain. Rồi chúng ta chờ một chút xíu. Ok, nó thông báo dấu tích này đúng không ạ? Có nghĩa là thành công rồi, đúng không ạ? Đã được create rồi. Đã được khởi tạo rồi, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến này. Tiếp đến, các bạn sẽ quay trở lại Liêm Chip. Quay trở lại Liêm Chip đúng không ạ? Các bạn chọn tên miền này về hosting. Rồi các bạn tiến hành click vào đây để lấy cái địa chỉ IP đúng không ạ? Địa chỉ IP này các bạn copy sao chép cho nhất. Rồi. Ở cái phần này thì các bạn add vô. Đó, add record đúng không ạ? Sao? Sao cái phần này các bạn sao? Các bạn cứ làm theo nhất hướng dẫn đúng không ạ? Dán cái địa chỉ IP vào đây. Và tích. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Các bạn click vô as new record. Rồi. Record a record đúng không ạ? Ok, a còng đúng không ạ? Tiếp tục. Rồi. Một bản ghi nữa. W đúng không ạ? W W W. Rồi, tiếp tục. Rồi, lưu lại. Rồi, các bạn ok, các bạn thiết lập ba cái bản ghi này. Vậy là xong rồi, đúng không ạ? Vậy là xong rồi. Rồi các bạn quay trở lại cPanel. Và các bạn thiết lập như bình thường, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta thử test. Chúng ta thử test thử cái tên miền này. Ok, test thử cái tên miền này. Rồi. Dán ra đây. Và enter. Đó. Cái tên miền này thì nó chưa được bảo mật này, đúng không ạ? Chưa được bảo mật. Thì bây giờ cái công việc của các bạn sẽ quay trở lại đây và bảo mật. Đó. Tức là chưa cấp chứng chỉ HTTPS đúng không ạ? Rồi. Cái phần domain. Đó, domain đúng không ạ? Các bạn lưu ý nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết lập cái chứng chỉ HTTPS. Đó, đây đúng không ạ? Như này là đã thành công rồi này, để chúng ta sẽ tiến hành thiết lập bằng cách click vào đây để cho nó tự động thiết lập chứng chỉ HTTPS, và cái công việc của bạn là cài thôi đúng không ạ? Đấy, nó màu xanh rồi các bạn. Đó, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiến hành thử truy cập lại đúng không ạ? Thử truy cập lại. Rồi ở đây chúng ta để HTTPS 2 chấm xịt xuyệt. Vẫn chưa được đúng không ạ? Vẫn chưa được thì các bạn hãy quay trở lại đây, các bạn thiết lập lại một lần nữa. Quay trở lại trang cPanel. Rồi, thiết lập lại một lần nữa đúng không ạ? Đây, cái này nó vẫn chưa được đây.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.